Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tới 6 giờ sáng 1 tháng 4 năm 2020, Bộ Y tế đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 tại Việt Nam lên 212 người, trong đó có 1 ca là nhân viên công ty Trường Sinh, 1 ca bị lây nhiễm trong cộng đồng và 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân thứ 208, bệnh nhân nữ 38 tuổi, làm nhân viên tại công ty Trường Sinh, Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân 209, bệnh nhân nữ 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Hiện đang nấu ăn tại công ty xăng dầu khu vực 1. Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân thứ 163 tại bếp ăn của công ty xăng dầu khu vực 1. Những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 209 bao gồm chồng, hai con trai, mẹ đẻ và người giúp việc. Sau khi xác định đây là trường hợp tiếp xúc gần có yếu tố nguy cơ cao, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã chuyển bệnh nhân tới cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ngày 29 tháng 3, mẫu bệnh phẩm được gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện bệnh nhân đang được thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định. Bệnh nhân thứ 210, bệnh nhân nữ 26 tuổi, có địa chỉ ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, bệnh nhân từ Thái Lan về ngày 20 tháng 3, trước đó có tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân thứ 201. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đưa về khu cách ly của tỉnh và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 29 tháng 3, mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng sức khỏe ổn định. Bệnh nhân thứ 211, bệnh nhân nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, du học sinh tại Mỹ, có địa chỉ tại phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngày 19 tháng 3, bệnh nhân từ Mỹ về Việt Nam, quá cảnh tại Abu Dhabi và Bangkok đến Hà Nội vào ngày 20 tháng 3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 24, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ngày 24 tháng 3, xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 25 tháng 3, mẫu bệnh phẩm được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trong tình trạng sức khỏe ổn định. Bệnh nhân thứ 212, bệnh nhân nữ 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp kinh doanh tự do, có địa chỉ tại Hòa Tiến, Hưng Hà, Thái Bình. Bệnh nhân cùng chồng từ Nga về Việt Nam vào ngày 27 tháng 3 trên chuyến bay mang số hiệu SU-290, số ghế 42C. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân cùng chồng được chuyển đến khu cách ly Trường Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc. Ngày 29 tháng 3, bệnh nhân xuất hiện biểu hiện mệt mỏi, sốt nhẹ, được chuyển cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định.